Xin chào tất cả các em. Hôm nay mấy anh em mình tổ chức một chuyến đi cầu từ cái đôi Dàm của huyện Phú Tân đến đảo Hòn Chuối và Hòn Hàng nha anh em. Ngày thứ nhất thì mình câu tại điểm Hòn Chuối, còn ngày thứ hai thì mình về Hòn Hàng xong rồi mình vô bờ luôn nha anh em. Hy vọng là một chuyến đi thành công. 5 giờ rưỡi sáng mình đang xuất phát tại biển cái đôi Dàm nha. Bây giờ đang chuẩn bị ra khơi. Là bè của mấy hộ dân sống trên đảo Hòn Chuối, sống chuyên về cái nghề nuôi cá bóp nè. Ở đây toàn là bè cá bóp không, đa số người dân ở đây sinh sống bằng nghề nuôi cá bóp hoặc là đi ghe biển nè.
để hồi tới mình tấp cho mẹ mình quay mấy con cá bớp của người dân nuôi cho mấy anh em xem. Đây là bè cá bớp của những hộ dân nuôi ở trên biển nha anh em. Cá bớp ở đây cũng chưa có bự lắm, có khoảng 3-4 kg rồi đổ loại. Này là ta mới nuôi được khoảng chưa tới 1 năm. Này còn cái bao kia ta? Này còn cái bao kia à? Bây giờ nãy giờ mình đi vòng vòng coi bè, coi tàu biển rồi coi đảo, bây giờ tới lượt mình đi câu. Nghe nói ở đây chủ yếu là có cá bóng mú sao, rồi bóng mú đỏ gì, rồi các loại cá biển nghe nó đẹp lắm. Bây giờ mình đi thử nha. Bự quá ai mất một nhỏ xíu. Cá nó nhỏ quá, mất một chừng vừa thôi, nhỏ xíu thôi. Cá này màu đẹp quá ta. Sông biển ghê quá. Cá đẹp quá. Giơ lên cây. Ô nó đẹp. Ừ mày là câu cá đó không á. Ý. Cá này nướng á. Cái gì ngộ trời. Cái này giống cá lưỡi trâu ha. Quá. Cá lưỡi trâu à. Quá đẹp luôn. Để tao ăn. Ê, ê, sao? Đi đâu hả? Trời ơi, dột luôn à.
Ôi có ủa cái gì đẹp vậy? Đâu giờ lên coi. Ủa trời, cái gì đẹp vậy? Xây rồi kia ơi. Ủa là trời ơi, đẹp trời. Hết biết luôn rồi. Trời mẹ ơi, lôi vô gãn ơi. Bú đỏ. Bú đỏ. Vô lên sư phụ. Bự ha. Đẹp trời, vô lên cao một chút ơi. Quay mày kia kìa, mày kia nó mới đẹp dữ. Thả đừng có dục xa quá, chậm chậm. Quá, trời ơi trời, nó đẹp. Mày hả mày. Vô bài cá này rồi. Vô mày cá đẹp rồi. Mày hả bưởi. Wow, cá đẹp quá nha. Không biết cá gì luôn. Cá này nè, chắc ăn là cá biển nó mà không biết cá gì. Giờ nó vô ấy cho mình cái. Dính cá nương nương để cho họ nó chạy ra. Mày hả bưởi. Đúng quá. Trời ơi, bóng miếu, bóng miếu. Cái này là mới là gọi là bóng miếu nè. Còn bóng miếu. Hãy thông cảm ơn. Cá đẹp. Lên cây, lên hàng. Cá đẹp. Lên hàng cá đẹp. Trời ơi, khó nhiều quá. Tôi câu là toàn là cá đẹp không à. Khó vô vậy. Vô đụng khó vô vậy. Cá này là cá gì ta? Đục. Alo. Lên hàng không? Ai vậy? Phải ai vậy? Lên đâu? Trời
cái đẹp trời. Ôn nọt. Cái gì ngộ trời. Đã ra thấy không thống gì đá thiệt chứ. Con này gỡ xong cái dùng tay. Vô ngay bầy nữa nè. Còn má. Có mày hả mày? Mày hả mày, con cá gì lạ đó nè. Cá gì lạ hả trời? Ủa cá gì sao mà lạ lạ không vậy? Cá đó mà lạ. Nè nè vớt giùm anh cái nữa. Cá này đẹp ghê luôn rồi. Cá này mà nuôi được trong cái hồ kiến nha. Nuôi được nuôi ra. Bỏ bị bỏ nước mặn vô nuôi vậy. Nó chết đó. Wow, dính con cá đẹp, dính con cá đẹp. Nước chảy làm như nước chảy nó mới ăn hết à. Rút rồi. Gì? Cái gì? Gì mà làm hết hồn quá trời. Ồ, con cá lạ. Con nào cũng lạ chứ. Cá lạ nữa. Màu trắng tươi à. Đi ăn sao nè giải. Ra bên hông que rồi nè. Sao này nó ăn dữ nè. Hả? Down there.
mày không gửi, mày không gửi lên không, lên lên không, lên không, lên không. Trời ơi con cá đẹp nữa, cá lạ rồi, toàn là cá lạ không gì. Cam luôn đẹp ghê trời. À, cam luôn đẹp quá trời đẹp luôn. Ô, cái nâu quá vậy? Nè, có mè lão rồi nè. Con này giống nâu quyển quá vậy ta, thấy không? Trời ơi trời, nó dính bên hông. Vậy là nguyên bài rồi. Lên với, lên với ông Thủ rồi. Thủ rồi. Wow. Wow, quay luôn. Lên hàng luôn. Wow, lên hàng một em muốn bự luôn. Còn cá hú cũng khá là bự. Con cá hú lên. Sao 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 như chưa thấy hồi âm chứ cái gì. Ăn dữ kìa. Ú, lên hang. Lên. Ô. Oh. Wow, có muốn quá ử luôn. Đẹp cực kỳ luôn. À, anh giải lên hàng con cá mú bông đẹp. Quá đẹp. Đây anh bốn cái lưỡi luôn. Quá đẹp quá ta. Ăn đi. Wow. Hay quá này. Cái này là sản phẩm của anh Đông nha. Nè, còn nó còn con nó đang phơi thay nữa kìa.
Bí. Cọp. Cọp nó nói sao biết không? Biết con cá thì biết rõ chứ không ngồi lên. Đâu? Đâu vô đây nè, quay qua đây nè cho thấy mặt được coi. Đông lên hàng con cá bự khủng khiếp luôn nha. Em câu. Trời ơi, nãy giờ không lại bến này sớm chút. Thả xuống là nó nạo à. Nó muốn bự ta. Trời. Cá mà còn hay nữa. Còn hay, tao dướng cây. Dướng cây, bắt thì con cá. Hết đi mình gỡ luôn rồi. Nước luôn rồi. Rồi anh mình gỡ cá mà mình yên tâm. Mày hả bưởi lên hàng. Ê, mới bắt lại con. Bóc luôn cá kiển. Wow. Ê, cá đẹp quá. Câu dưới nước ngoài hả? Quá đẹp. Trời ơi, mình biết du lịch mà. Con chơi bóng quá không? Cực kỳ đẹp luôn. Cá cái đuôi bóng trong giắt luôn nè. Cái đuôi nó trắng tươi luôn nè. Ừ. Cá này có hồ nuôi kiển là ok luôn, quá đẹp luôn. Hồ mực nha. Lên con cá lạ luôn, đẹp luôn. Cá la hán luôn. Trời ơi, ngoài biển mà cũng có cá la hán nữa nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Màu sặc sỡ luôn. Wow. Cá la hán luôn nha. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Nó đỏ luôn nha. Cú đỏ luôn nha anh em ơi. Wow. Cú này quá đẹp. Quá đẹp luôn. Mực bọt luôn nha. Đi cực kỳ luôn. Quá đau khổ. Nhảy nó kìa, nhảy kìa.
Đu. Nhảy mấy cái gì là xong rồi đó. Trời ơi. Đã không? Đã không? Ủa cá bắp kỳ vậy ta nè. Ôi vậy là con cá này nó đuôi con mắt. Bị móc ngay con mắt. Xuống càng. Đù mới vừa ăn cơm no cái có sức là đấu được cá mú khủng. Xuống càng. Wow. Bây giờ trời cũng đã tối thôi, mình xin kết thúc video ở đây nha anh em. Để anh em ngủ dưỡng sức để ngày mai qua bên Hòn Hàng mình đấu tiếp. Nếu mà anh em thấy thích video của mình thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và để được xem nhiều video hơn nữa nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.